Robin là một chàng thanh niên vô cùng đẹp trai, anh đã từng đi lính, thích mạo hiểm và đam mê thể thao. Một hôm đang đi chơi thì anh đã bị thu hút bởi một cô nàng có nhan sắc tuyệt đẹp, nhưng bạn bè anh lại nói dân thường như họ sẽ không thể với được cô gái đó. Nhưng Robin cũng không chịu thua, anh đã cố tình đánh bóng bay ra thật xa và đã thành công thu hút cô gái đó. Không những thế mà anh còn mời được cô ấy đi chơi, rồi lại khiêu vũ cùng nhau, và cứ thế hai người đã trúng tiếng sét ái tình. Nếu để nói về nhan sắc thì hai người họ hoàn toàn phù hợp với đối phương, nhưng hai người anh trai của Diana lại cấm em gái mình không được giao lưu với Robin, chỉ vì một lý do đơn giản đó là cậu ấy nghèo. Nhưng Diana lại nói rằng cô sẽ không lấy ai khác ngoài Robin, vì khi ở bên Robin cô ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế là cô bắt đầu đi cùng Robin, đi khắp mọi nơi để hoàn thành đam mê thám hiểm của anh ấy. Rồi cô còn nói với Robin rằng mình muốn sinh cho anh một đứa con. Robin nghe xong vô cùng xúc động ôm lấy Diana. Và rồi không lâu sau hai người họ đã kết hôn ở một đất nước xa lạ. Và cũng chỉ vài tháng sau là Diana đã mang thai. Mọi thứ diễn ra đều thuận lợi và hạnh phúc. Cho đến một ngày, khi đang chơi tennis thì đột nhiên Robin cảm thấy không được ổn. Lúc đó anh cũng không để ý nhiều, nhưng đến tối tình trạng của anh bắt đầu chuyển biến xấu. Mặc dù ngồi trước quạt nhưng cơ thể vẫn liên tục đổ mồ hôi. Người bạn thấy vậy liền đưa anh đến viện. Qua kiểm tra, bác sĩ đã kết luận anh bị mắc chứng viêm tủy sống, nói thẳng ra là chứng bại liệt toàn thân. Và nguyên nhân là anh đã hít phải những giọt nước có virus bại liệt trong không khí. Đến mấy ngày sau anh đã không còn thở được, chỉ có thể nối máy thở trực tiếp vào cổ họng. Và những bộ phận từ cổ đổ xuống của anh đều đã bị bại liệt không thể cử động. Và cũng vì không có không khí đi qua cổ họng nên anh cũng không thể nói. Thấy như vậy Diana cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là một căn bệnh tạm thời. Nhưng người bạn thân của cô là bác sĩ đã nói với cô rằng bệnh bại liệt này không thể chữa khỏi, và Robin chỉ có thể nhờ máy thở để duy trì tính mạng trong vài tháng. Diana nghe tin này như bị một tia sét đánh ngang tai. Bác sĩ cũng khuyên cô hãy về nước sinh con và để lại Robin ở đây, vì dù gì anh ấy cũng không sống được lâu nữa. Nhưng cô liền nói với bọn họ rằng cho dù có như nào đi nữa thì cô cũng không bao giờ bỏ Robin. Không lâu sau con trai của Robin đã ra đời, Diana liền đưa con đến gặp bố, nhưng Robin lại không có đủ can đảm để nhìn con mình. Mặc kệ những lời khuyên của các chuyên gia, Diana đã quyết định đưa chồng mình về nước và để anh sống trong bệnh viện cùng những người bại liệt khác. Nhưng khi hiểu rõ tình trạng của mình, Robin bắt đầu tự ti và không còn cho vợ đến thăm mình nữa, rồi còn cố dặn lên nói với hai ông anh vợ rằng hãy cứ để em chết đi chứ sống như này thì sống làm cái chó gì. Thế là hai người anh liền đưa chuyện này nói với Diana. Và tất nhiên là cô ấy sẽ không đồng ý để chồng mình chết. Cô không thể sống thiếu chồng và con trai cũng không thể hạnh phúc khi thiếu cha. Sau một thời gian nằm viện thì Robin cũng đã có tí tiến triển. Anh bắt đầu có thể nuốt được, như vậy thì họ sẽ tháo ống truyền thức ăn. Điều đó sẽ giúp không khí có thể đi vào họng và có thể nói chuyện. Ngay khi nói được, Robin liền hỏi Diana rằng tại sao em luôn ở đây. Diana liền trả lời rằng đơn giản là vì em yêu anh. Cô muốn Robin kiên trì sống tiếp để ở bên cô và con trai. Nghe thấy những lời vợ nói, Robin đã không kìm được mà rơi nước mắt và nói rằng hãy đưa anh rời khỏi đây. Thế là Diana liền xin trưởng khoa cho cô đưa Robin và máy thở về nhà. Nhưng ông ấy lại nói rằng bệnh nhân nhất định phải được nhân viên y tế chăm sóc mới có thể sống sót, vì nếu không may máy thở hỏng thì chỉ 2 phút là Robin sẽ chết. Nhưng tính cách của Diana từ trước đến nay không hề chịu từ bỏ một ý định nào. Thế là cô liền đến học cách chăm sóc của y tá, đó là hút đờm dọn phân và lau người, rồi còn mua một căn nhà thoáng mát ở ngoại ô để Robin có thể được sống ở môi trường không khí trong lành. Hai ông anh vợ cũng đã đến để phụ dọn nhà, rồi chuẩn bị giường cho Robin. Sau đó liền tiến hành đưa Robin rời khỏi bệnh viện và chuyển anh đến ngôi nhà mà Diana vừa mua. Robin vô cùng xúc động khi được nhìn thấy bầu trời thêm một lần nữa. Và rồi mọi người cũng đã thành công chuyển anh lên giường, máy thở cũng đã hoạt động. Robin cũng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với ở bệnh viện. Rồi Diana cũng đã bế con đến gặp bố thêm một lần nữa. Và lần này anh đã không còn trốn tránh, anh đã dám nhìn thẳng mặt con trai mình và nói lời chào với cậu nhóc. Trải qua một thời gian dài ở bệnh viện, đến bây giờ hai vợ chồng Robin mới lại có thể được ngủ chung giường. Nhưng đến một hôm con chó đã không may làm tụt dây điện máy thở ra. Ngay lập tức Robin cảm thấy nghẹt thở, anh cố gắng gọi vợ nhưng không thể phát ra tiếng. Cũng may thế nào cậu con trai chưa biết nói lại biết đi gọi mẹ rồi chỉ tay về phía bố. Mãi về sau cô mới hiểu ý rồi vội vàng cắm lại sợi dây điện. Cũng may là vẫn còn kịp. Một hôm Robin đã để ý đến chiếc xe đẩy của con trai mình. Thế là anh đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo rồi gọi người bạn tên hôn giỏi cơ khí tới để nhờ anh ấy thiết kế cho anh một chiếc xe lăn có thể mang theo máy thở. Rất nhanh chiếc xe Robin mong muốn đã được làm xong, máy thở chạy bằng pin gắn trên xe cũng đã hoạt động. Cuối cùng Robin cũng có thể rời khỏi chiếc giường để đi ra ngoài. Rồi Diana còn đẩy Robin đến bệnh viện, làm cho các bệnh nhân cùng với y tá vô cùng kinh ngạc. Nhưng trưởng khoa lại giận dữ đuổi Robin đi, nói rằng anh làm như vậy sẽ khiến tâm lý của các bệnh nhân trở nên ghen tị. Thế là Robin đành trở về. Cứ như vậy thoáng chốc 4 năm đã trôi qua, ai cũng cho rằng Diana sẽ không kiên trì, nhưng rồi cô vẫn chăm sóc Robin
Robin rất tốt. Một hôm nọ Diana đã cho con trai xem ảnh hai vợ chồng cô đi thám hiểm lúc mới yêu. Thế là cậu con trai liền hỏi Robin rằng bao giờ bố sẽ đưa con đi. Nghe được câu nói này, Robin cảm thấy vô cùng áy náy. Rồi anh lại nhờ Hôn thiết kế cho mình một máy nâng thủy lực để cho xe lăn của Robin có thể nhẹ nhàng lên ô tô. Rồi Diana đã chở hai bố con anh đi du lịch khắp nơi. Chẳng mấy chốc 5 năm đã trôi qua. Hôm nay Diana đã tổ chức một bữa tiệc hóa trang. Robin nhìn Diana đang nói chuyện với một người đàn ông đã bỏ vợ. Robin liền bảo vợ mình rằng em có thể qua lại với người đàn ông đó. Và đương nhiên là Diana đã không đồng ý. Vì cho dù như nào đi nữa thì Diana cũng chỉ trao tấm thân này cho một mình Robin. Một thời gian sau, Robin lại nói mình muốn đi du lịch ở Tây Ban Nha. Diana không suy nghĩ nhiều liền đưa anh lên máy bay và đã thành công đưa Robin đến nơi anh muốn đến. Lần này hai ông anh trai cũng đồng hành cùng với vợ chồng Robin. Nhưng trong một lần đang đi khám phá, Diana đã nhờ anh trai cắm sạc pin máy thở cho Robin. Ai ngờ anh ta đã cắm nhầm khiến điện trên chiếc xe bị chập. Cũng may họ kịp đưa Robin xuống, nhưng máy thở của anh đã bị cháy rụi, chỉ có thể dùng bơm tay để duy trì hơi thở cho Robin. Cũng may anh trai của Diana đã bắt nhờ được một chiếc xe để đi đến chỗ có điện thoại gọi bạn của Robin là Hôn để nhờ anh đến đây sửa máy thở. Bốn người còn lại chỉ có thể ở im đó để chờ đợi. Nhưng rồi người tài xế tốt bụng vừa cho anh trai Diana đi nhờ xe đã kêu gọi những người dân gần đó đến vui chơi cùng gia đình Robin, rồi cùng nhau đốt lửa, chơi guitar, hát hò, nhảy múa và trò chuyện. Mọi thứ ở đây thật ấm áp và đầy tình người. Đến sáng hôm sau, Hôn cũng đã đến được đây và đã thành công sửa chữa máy thở cho Robin. Mọi người ở đó ai cũng vui mừng hoan hô vỗ tay. Sau chuyến đi này, Robin bắt đầu muốn cho những bệnh nhân giống như anh được rời khỏi giường bệnh để đi ra và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thế là anh đã nhờ Hôn sản xuất thêm vài chiếc xe lăn như anh, nhưng để sản xuất số lượng lớn thì họ phải cần một số vốn lớn. Thế là họ liền đi tìm nhà tài trợ, nhưng ai cũng từ chối vì lý do người bại liệt sẽ không thể sống được lâu. Nhưng rồi sau bao lâu cố gắng thì họ cũng tìm được một người đồng ý đầu tư tiền cho họ làm 20 chiếc ghế đầu tiên. Thế là những người bạn bại liệt của Robin đã có thể ra ngoài giống như anh và tận hưởng ánh nắng mặt trời sau hàng chục năm nằm im trong viện. Sau chuyện này, Robin đã trở nên nổi tiếng. Rồi vài năm sau, anh đã được mời đến Đức để tham quan nơi điều trị cao cấp cho những bệnh nhân bị bại liệt. Máy móc điều trị ở đây vô cùng hiện đại và sạch sẽ. Những bệnh nhân chỉ được nằm cố định một chỗ, chẳng khác nào đang nằm chờ chết. Đến khi nhìn thấy Robin có thể đi lại nhờ xe lăn làm cho các bệnh nhân vô cùng kinh ngạc. Nhưng lại một lần nữa Robin bị yêu cầu phải rời đi. Vì nhìn thấy anh, những bệnh nhân ở đây sẽ cảm thấy ghen tị. Tiếp theo đó, anh đã có một bài phát biểu tại hội nghị của những người tàn tật. Câu đầu tiên anh hỏi những bác sĩ nổi tiếng rằng tại sao các vị lại bỏ tù những người bị bại liệt, cho nằm im một chỗ và không được đối xử như một phần của xã hội. Tại sao không cho họ được ngồi xe lăn và ra ngoài như tôi? Lúc đầu tôi cũng có ý định chết, nhưng vợ lại không cho, và nói rằng chúng tôi phải sống để được ở bên gia đình mình, để được nhìn con cái mình trưởng thành. Vậy tôi xin các vị hãy trở về bệnh viện của các vị, mở cánh cổng ra và thả tự do cho những người bị bại liệt. Nghe xong, cả hội trường đã bừng tỉnh và tặng cho anh một tràng pháo tay. Chắc hẳn từ nay bọn họ sẽ thay đổi cách đối xử với những người bị bại liệt. Cứ như vậy, Robin đã sống hạnh phúc thêm 10 năm nữa. Mãi cho đến một cổ họng Robin đã phun ra một lượng lớn máu. Bác sĩ nói rằng đây là di chứng của việc đeo ống thở nhiều, và từ nay hiện tượng này sẽ xảy ra nhiều hơn. Rất có thể Robin sẽ chết vì bị máu chặn hết đường thở. Diana nghe xong vô cùng buồn bã. Họ đã cùng nhau khắc phục bao nhiêu khó khăn, nhưng đối mặt với vấn đề lần này thì họ hoàn toàn không thể khắc phục được nữa. Robin nói rằng cũng đã đến lúc anh phải đi rồi, nhưng Diana vô cùng tức giận và nói anh không được chết, mạng sống của anh cũng là mạng sống của em. Nhưng khi nghĩ đến mỗi ngày chồng mình đều bị giày vò bởi căn bệnh này, nên cô cũng đành đồng ý để chồng tự quyết định tính mạng của mình. Thế là Robin đã đến tìm người bạn của mình, nhờ anh ấy giúp mình chết đi mà không phải chịu đau đớn, mặc dù điều này có vi phạm quy tắc. Nhưng rồi người bạn vẫn đồng ý với anh. Thế là những người bạn thân đã mở một bữa tiệc để tạm biệt Robin. Mặc dù không nỡ, nhưng mọi người cũng không nhẫn tâm nhìn Robin chịu khổ. Hai ông anh vợ từng ghét anh nay cũng đau lòng mà khóc. Đây cũng sẽ là đêm cuối cùng hai vợ chồng họ được ở bên nhau. Robin nói với vợ mình rằng sẽ không ai có thể yêu em nhiều hơn anh. Diana vừa đau buồn vừa hạnh phúc. Cô nằm xuống bên cạnh chồng. Đây sẽ là cảm giác mà sau này cô muốn có cũng không có được. Sáng hôm sau, anh đã bảo vợ con mình hãy ra khỏi nhà. Sau đó thì gọi bạn đến để tiêm thuốc. Đến khi bạn rời đi, Diana lập tức trở về nhà. Robin lúc này cũng đang chết dần đi. Họ dùng những giây phút quý giá này để nói với nhau những lời xin lỗi, những lời cảm ơn và cả những lời yêu thương và tạm biệt. Rồi cậu con trai nghẹn ngào tắt máy thở của bố. Diana vẫn cố gắng nhìn mặt chồng mình khi còn có thể. Cô cũng không bao giờ cảm thấy hối hận khi đã chọn Robin. Đây chính là tình yêu đích thực mà nhiều người mong có được. Bộ phim hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.